Đây, chuẩn bị ôm con Duke 390 cho em trai người Ý, chuẩn bị về mừng lại, mừng tiếp tập 2. Không, xe ghê lắm. Xe bây giờ là nghe anh kể là ảnh lên tour tới 12.000 rồi. Mà tối ngày cứ alo, xe chạy tới đâu rồi, kêu chạy ra đầu hẻm nhồi sữa không, mà kêu chạy lên tour 12.000 không biết chạy đâu, chắc chạy bằng dyno quá. À, nó thánh làm biến luôn. Này, hỗ trợ cho em trai người Ý nè, đem con Duke về dọn full bài. Chắc con này con đầu tiên anh dọn full xong là anh đổi qua MT09 luôn á. Ảnh hả, ảnh là biker kiển mà, biker nội thành. Rồi ok, về cho anh em. Rồi ok, 500 anh em. Đây, hồi nãy mình cũng có post cái hình chắc trên YouTube mấy bạn cũng coi ha. Sáng mình chạy ra ngoài sân bay, mình lấy hàng về. Đợt này về nó hơi chậm tí xíu. Thì có điện cho em trai người Ý chiếc KTM hồi bữa mình test mà nó bị hụt á. Thì kêu đồ em về rồi, Hiếu ơi giờ sao? Kêu vậy ghé lấy xe về làm giùm em luôn đi, lên cho nó full. Thì cái con này bảo đảm với các bạn luôn, là cái con này chuẩn bị là lên full. Và lên full xong thì làm một bộ album ok hết là chủ xe sẽ chuẩn bị bán xe nha. Ảnh lên con MT09. Do con này là chắc là lên full, full theo cái dạng mà kiển những món đồ chơi cơ bản thôi nha, chứ không phải là full theo cái dạng mà mâm rồi nội công rồi này nọ nha. À, nói chung là đồ của ảnh về là hơi bị bét, nói chung là nhiều lắm. Mình sẽ liệt kê từng món chuẩn bị lên cái option thứ hai cho cái con KTM Duke 390. Thì lên trên cái hội Duke 390 mình thấy mấy anh em đa phần là lên ghi đông rồi lên trợ lực đồ với lại lên bô là nhiều ha, với lại chống đổ. Đôi khi có anh em cũng có lên số gãy nữa, nhưng mà ít anh em nào mà thấy lên heo trước heo sau với dĩa. Đây, đây là cái món đầu tiên mà lên cho cái con Duke 390 đợt này. Này là chắc mấy anh em cũng biết rồi ha. Này là cái bách biển số thích hợp xi nhan. Giờ bộ này chắc mình chưa thấy con KTM nào gắn luôn. Mình chưa thấy chứ không phải là không có nha. Ví dụ anh em nào mà có thì BM mình cái, mình sẽ xin lỗi. Cái này mình sẽ tháo cái chắn bùn sau ra, đúng không? Tháo chắn bùn sau ra, để nó vô đây, dạng giống như là vuốt đít á, cho cái biển số một là nằm gập ra ngoài, hai là gập vô trong, nhìn cho nó racing. Giờ cái này bẻ ra bẻ vô được mà. Cái này nó làm bằng sắt, nhưng mà được cái là hai cái đèn xi nhan cực kỳ sáng luôn. Bỏ đuôi ra, cái đuôi này nó hơi dài, đúng không? Để che đây. Nói chung là cái đuôi của thằng Duke 390 này nó làm cái dè trắng bùng cho vui vậy thôi, chứ nó bắn lên tới đầu luôn. Nên là cái dè này có hay không có nó cũng không phải là vấn đề, đúng không? Vấn đề quan trọng là mình đi cái xe đẹp là được. Đây một món cho cái này, khi nào mà mình ráp hết lên xe xong, mình sẽ liệt kê từng phần giá cả cho anh em tham khảo ha, và cái hàng new như thế nào và hàng lai new sao, thì mình sẽ liệt kê từng phần cho anh em. Wow, trưa hôm nay đi lên sân bay nó nắng như quỷ, mở cái nón bảo hiểm ra nắng muốn banh đầu luôn. Trong đám này có mấy cái đồ của mình nữa chứ không phải là đồ của Duke không. Ai à, trời ra rồi. What? Woo. Đây, này có mấy món đồ của mình nữa. Đây là tất cả ba con heo này, là ba con heo M50 cho KTM Duke 390 hay là RC 390 gì là cũng xài chung hết nha. Heo M50
Thì nó là cũng của Rainbow luôn, nhưng mà nó được đựng trong cái hộp của KTM. Tự vì cái này nó bán cho KTM nha. Đây. Còn tất cả siêu với lại sách ở trong là của Rainbow hết nha anh em. Chỉ có cái hộp là của KTM thôi. Cái này là nguyên siêu mới ken xèo en. Được chưa? Này là sản xuất, có năm sản xuất dưới đây. Năm sản xuất hình như là năm 2018. Đây. 2018 hay 2019 gì á. Một là cái này, hai là cái này nè. Mình cũng không nhớ rành mấy này nữa. Đây. Cái bóc nhìn vô đây là chưa có miếng dầu nha. Mình về ba con. À, cái này nếu mà anh em nào, cái này là heo M50. Cái này anh em nào mà gắn cho Ducati Wrangler đồ cũng được. Ducati Wrangler. Rồi. Này là thải vô là lấy lúa, được chưa? Ba con Rainbow M50. Heo này anh mình về là heo heo ở bên trái không nha. Chứ không có về heo bên phải. Ba con M50 heo bên trái. Nhưng mà ví dụ heo bên trái thì bên em để vô thì cái lỗ dầu nằm ở trên. Thí dụ mấy anh em cần thiết quá mà kiếm không có ai bán lẻ thì cứ liên hệ mình mua bên trái mình lật qua bên phải cũng được. Nè mình để vậy thì nó chỉ có khác một cái là cái lỗ dầu nó nằm ở dưới thôi. Chứ còn bắt vô vẫn bình thường chứ không có chết chóc gì đâu nha. Nên là mấy anh em đừng có lo cái vấn đề đó bên trái hay bên phải. À. Thì cái con xe này nó chỉ gắn một con thôi, còn mình ship dư về hai con. Ship dư làm gì hả? Để bán làm gì? Ây da. Mới đầu là chủ xe hỏi mình tư vấn là bây giờ em đi con heo M50 thì đi cái cùm phanh nào là ổn. Thì mình mới nói là nếu mà em đi một heo 4 bít lớn mà một bên thôi, anh nghĩ là em nên đi một là cùm 15 hay là cùm 16. Thì nó vừa cái lực cho cái con heo rồi. Thì anh đã quyết định mua cái cùm 15. Khi mà hàng đang về xong á thì ảnh đã chạy thử cái con MT09. Thì ảnh thấy nó bét quá, về lại chán Duke. Chán thằng KTM. Đây cái cùm 15 ship cho ảnh nè. Là hàng full seal mới ken sờ ben. Giờ ảnh để lại cái cùm 15 này để cho mình bán. Ảnh lên cái cùm Corsa Cota 19 để làm gì? Gắn vô đi đỡ để 1-2 tháng nữa anh mua thằng MT09 thì lấy cái cùm 19 sàn qua chiếc MT09 vẫn được. Chứ còn mà cái cùm 15 á sàn qua con MT09 thì lại thua, sàn qua không được. Cái này là cái đèn đuôi. Ảnh đã chuẩn bị sẵn luôn nha. Không, kêu hỏi. Hồi bữa anh thấy cái đường link bên cái đèn đuôi của MT09 á, nhìn thấy nó hơi bị bét. Nè, ship sẵn dày dặn luôn rồi nè. Là có nghĩa là MT09 về đội của ảnh là trong nay mai thôi, chứ không có muộn đâu. Không biết là mua tiền mặt hay mua giấy góp mình chưa biết, nhưng mà sẽ mua MT09. Idol mà đã bấm số rồi là không bao giờ mà chạy đâu được. Cái đèn đuôi tích hợp xi nhan thì mai mốt mình sẽ có cái đường link để cho anh em tham khảo về cái đèn đuôi này. Nói chung là nhìn nó cũng đẹp lắm. Này là tai 15 luôn, cái này là mình ship dư. Ây à. Đây, này là tai 19 nè. Về là thả vô trong cái cùm thắng. Thấy không? Nhìn là thấy thần thái liền. Chứ giờ mà xe mà 400cc mà đi mấy cái cùm jean giống như mấy anh em thấy Z1000 với lại Z800 được. Đi mà còn đi nguyên cái cục bình dầu bự chờ bá Vin còn tập luôn, nhìn thấy nó sida sữa hột gà sao. Phải lên, nói chung là phải lên cùm đồ chơi có bình dầu rời đồ á, nhìn thấy nó chất hơn. Cho đó là theo cái cảm nghĩ của mình thôi nha. Đây, cái này là mình sẽ lên cho con heo sau nè. Wow. Được không? Rainbow Billet Niken. À, nói chung là mấy bạn trẻ nào mới chơi xe rất là thích nha. Đây, Rainbow Billet Niken nhìn nó hơi bị bét. À, cái này ở thị trường hiện tại là đang bán mới là 12 triệu rưỡi hay 13 triệu thì mình không có nắm chắc cái giá. Còn cái này nếu mà anh em cần mà liên hệ đem xe tới mình dọn á, thì mình sẽ có giá cực kỳ ưu đãi luôn.
Bao nhiêu hả? Dám hứa với anh em luôn, giá là rớt luôn cái quần ha, chưa tới 10 triệu do giá là quá thơm luôn á. Với điều kiện anh em nào mà đem xe tới Bình Dọn nha, mình hỗ trợ để mình làm clip mình quay á, thì mình mới có giá chưa tới 10 triệu nha. Còn anh em mua về là phải trên 10 triệu chứ mất công mấy anh em bạn hàng kêu mình phá giá nó phiền lắm. Còn cái con heo này mình ship về là gắn vô cho con KTM, KTM 390. Còn cái này là dĩa Gunfer. Để coi size gì thôi. À, nó không có đề size. Trên cái đây chắc thông số. Cái này chắc phải đợi xé bịch nó có cái mã số size nó nằm ở trong góc. Đây cái này là dĩa sau nè. Nghĩ chắc dĩa sau của nó chắc 220 hay 240 quá. Dĩa sau Gunfer nè. Còn cái dĩa trước là nó chà bá lửa luôn. Đây. Đây dĩa trước của KTM 390. Quá trời đẹp. Đây. Được không? Nói chung là xe này là vô cũng gần full á, chứ không phải giỡn chơi đâu nha. À, dĩa trước, dĩa sau, heo M50 trước, heo Billet Nikken sau. Rồi cùm thắng, cùm côn thì bổ mình lên rồi. Cùm côn mình lên cái thằng Akos Sato rồi. Với lại lên cái gì à? Cái bách biển số. Là đẹp tuyệt vời, bảo đảm mấy con xe này mình đang dụ à. Nếu mà bạn đó mà còn chơi xe mình dụ sơn cái bộ tem rồi, mà bây giờ bạn đó dự định là lên full xong là bạn sẽ đó sẽ bán xe. Rồi mình nói luôn là anh em nào mà có nhu cầu mà liên hệ mà mua con này ha, bảo đảm Euro còn hấp dẫn luôn. Euro mới có 1790 cây là quá best luôn nha. Chủ yếu là mua xe về để uống trà sữa thôi chứ không làm gì đâu. Đó. Sơ sơ vô đây không mấy anh em đoán thử coi nhiêu. Sơ sơ là hai cái dĩa với lại cái cùm không, mà sơ sơ mình thấy cũng đi toi hết 40-50 rồi đó. Cùm heo rồi nọ đi toi hết 40-50 rồi đó. Rồi quên nữa, sẵn mình thông báo luôn là hồi hôm qua là mình mới về cái cặp ti Mubo cho con MT09 mà tự gì cái bạn mà đặt mình order á, bạn đó không có chơi Facebook, nhưng mà hồi bữa lúc mà xin mình cái thông tin để chuyển khoản ship hàng á, thì vô Facebook thấy là không có hoạt động, nhắn tin cho mình giống như là dùng cái đích Facebook để xài cho một cái mục đích là để nhắn tin mua hàng thôi, không thì bây giờ hàng đã về rồi. Mà bữa đó lúc đó là mình cũng qua cái fanpage nữa, mình không có xin số điện thoại nữa, cái đó là cũng do lỗi ở bên mình. Bây giờ nếu mà vô tình bạn có coi cái clip này á, thì liên hệ với mình nha. Từ hồi đó, hồi trước tháng trước là bạn đặt cọc cho mình 10 triệu rồi, bỏ là chắc không bỏ rồi, mà mình nhắn tin Facebook thì từ hôm kia tới giờ là không thấy trả lời trên Facebook, mà vô Facebook á, thì không thấy post bài gì hết. Nói chung là Facebook chắc nhất là có đúng một cái hình đại diện thôi, nên là mình biết là chắc là bạn không chơi Facebook rồi. Đây, cái này là nguyên bộ bộ ti với lại cái bộ ti ruột lò xo với lại cái núm chỉnh của Mubo cho phuộc MT09 không MT09. Thì vô tình mà bạn có coi cái clip này á thì liên hệ với mình nha, để qua lấy hàng. Bây giờ mình muốn liên hệ với bạn chỉ biết qua Facebook, mình nhắn tin bạn mà không thấy bạn trả lời. Thì ở bên nước ngoài thấy người ta chơi theo cái dạng này nhiều lắm, người ta có thể là để nguyên cái vỏ phuộc zin nhưng mà người ta chơi nguyên cái ruột. Giống như xe Yamaha R6 á, mấy bạn chạy trách ở bên nước ngoài á, là bình thường là nguyên cái phuộc Ulin là của R6 không, là chỉ có bán nguyên cái bộ ruột thôi, thả vô cái vỏ phuộc của mình là như zin luôn, mà nguyên cái bộ ruột của R6 cũng mắc lắm nha. Cái này cũng về tới đây cũng gần 20 triệu à, mắc lắm chứ không rẻ đâu. Bộ ruột vậy không nè, có gì đâu, có cái bít tông giờ với lại cái nấm chỉnh phuộc, hai cái lò xo. Đây, hai cái lò xo Mubo với lại kèm theo một chai nhớt của nó luôn, cho cái phụ đó luôn.
đây nhất Annie à, bộ này dễ đây cũng gần 20. Ừ, 20 luôn đó chứ gần này nữa. Rồi vô tình mà ví dụ mà bạn có lỡ coi cái clip này thì liên hệ với mình số điện thoại nha, 0939 115512 hoặc là 0903 678 978 để liên hệ Mr. Ken để mình ship hàng tận nơi cho bạn nha. Nếu mà trong thành phố, còn ở ngoài tỉnh thì thôi xin lỗi luôn, mình sẽ gửi bưu điện. Ha. Rồi. Thì anh em chờ mình lên clip con KTM khi mà dọn full đồ nha. Rồi. Cảm ơn em đã lít vô coi hết cái video của mình. Và mình là Mr. Ken số 79. Các bạn đang coi video hàng ngày của mình vào lúc 7 giờ tối trên kênh Santana Motorcycle. Bye bye và chào tạm biệt. Đừng quên subscribe nhé.